Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, hôm nay tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và xác định quan hệ hợp tác hữu nghị ổn định lành mạnh lâu dài với Trung Quốc là yêu cầu khách quan và là lựa chọn chiến lược. Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là khuôn khổ cao nhất, sớm nhất mà Việt Nam xác lập với đối tác trên thế giới. 15 năm qua, khuôn khổ quan hệ đó và truyền thống hữu nghị hợp tác lâu đời giữa Việt Nam với Trung Quốc không chỉ đem lại thành quả lợi ích thiết thực cho hai dân tộc, hai đất nước mà còn đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển cho khu vực và trên thế giới. Đáp lại, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai đảng, hai nước Trung Việt đã giữ xu thế phát triển tốt đẹp. Đặc biệt trong năm nay, thăm viếng cấp cao giữa hai nước rất chặt chẽ. Phía Trung Quốc luôn luôn coi Việt Nam là ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng và sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng vươn lên tầm cao mới. Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội, Chính quyền nhân dân và Hội đồng nhà nước Cuba Ana Maria Machado cùng đoàn đại biểu Quốc hội Cuba thăm Việt Nam và tham dự hội nghị nghị sĩ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba thăm Việt Nam và tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của hội nghị khẳng định chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro Rus tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Cuba đối với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chuyến thăm chính thức Cuba vào tháng 4 vừa qua rất thành công, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Cuba và sự đón tiếp chu đáo trọng thị tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau chuyến thăm, hiện nay một số dự án lớn đã được khánh thành và triển khai, nhận được sự tạo điều kiện thực hiện của Cuba cũng như Việt Nam, mang lại hiệu quả thực chất thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Machado bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam và dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro Rus đến thăm Việt Nam khẳng định quan hệ đoàn kết anh em hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng trong suốt thời gian qua không ngừng được thúc đẩy và ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba đánh giá cao hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam tổ chức về công tác tổ chức chú đáo khoa học và nội dung nghị sự của hội nghị. Sáng nay, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục với phiên thảo luận chuyên đề thứ 3 với chủ đề thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách thức để làm chủ công nghệ, không để chuyển đổi số ảnh hưởng tới đa dạng văn hóa gợi mở nội dung phiên thảo luận ông andy williamson nghiên cứu cấp cao tại trung tâm đổi mới nghị viện của liên minh nghị viện thế giới ipu khẳng định các thành tựu của chuyển đổi số đang thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người và hoạt động của các nghị viện tuy nhiên chuyển đổi số cũng có những mặt trái lấy ví dụ về việc con người đang ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo trong đó có các loại ai tạo sinh giúp tạo ra văn bản hay hình ảnh ông andy williamson cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến đa dạng văn hóa của các quốc gia Trí tuệ nhân tạo AI đang đại diện cho những nền văn hóa đơn lẻ. Làm thế nào để AI có thể tiếp thu thông tin từ nhiều nguồn văn hóa đa dạng khác nhau, chứ không chỉ lệ thuộc vào một nguồn từ khóa rất hạn hẹp. Đây là điều chúng ta cần phải tìm hiểu, xây dựng nhận thức và tăng cường kỹ năng. Để bảo tồn đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, khi các nền văn hóa giao thoa mạnh mẽ, nghị viện các quốc gia chính là nhân tố chủ chốt. Indonesia là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới chúng tôi đã có những bộ luật thúc đẩy đa dạng văn hóa tôn trọng văn hóa của các dân tộc tiếp tục duy trì phát triển tăng cường hơn nữa sự đa dạng văn hóa này Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Nhà nước Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt, lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững quốc hội việt nam quan tâm chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững hiến pháp đạo luật gốc có giá trị pháp lý cao nhất khẳng định quyền bình đẳng của các dân tộc trong đó nhấn mạnh các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc chúng ta đã và đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm văn hóa hiện đại thuộc nhiều loại hình khác nhau như âm nhạc điện ảnh văn học được giới trẻ việt nam sáng tạo trên nền tảng khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống kho tàng văn hóa của chúng ta ngày càng trở nên giàu có hơn nhờ vào sự đóng góp tích cực của giới trẻ để thúc đẩy hơn nữa vai trò thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hóa cần khuôn khổ chính sách toàn diện khuyến khích sự tham gia lành mạnh của các thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số ngày càng sâu sắc như hiện nay, vai trò của đa dạng văn hóa ngày càng quan trọng. Chấp nhận, tôn trọng và phát huy sự đa dạng văn hóa sẽ giúp tăng cường sự đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, các dân tộc để cùng nhau phát triển bền vững. Sau hai ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, hữu nghị, đoàn kết và với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc hội nghị chiều 16 tháng 9, hội nghị đã thông qua tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Quốc Việt Nam. Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tuyên bố chung của hội nghị Nghị sĩ si trẻ toàn cầu thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ si trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Cùng với các phiên thảo luận chuyên đề, các hoạt động do nước chủ nhà Việt Nam tổ chức đã góp phần làm nên một kỳ hội nghị rất sôi động, phong phú và thành công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thư ký IPU và các nghị viện thành viên IPU lan tỏa kết quả của hội nghị này tới hội nghị thượng đỉnh của liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển bền vững sắp diễn ra tại new york qua đó để tôn vinh vai trò khẳng định cam kết và hành động của ipu và các nghị sĩ trẻ nói riêng trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác hỗ trợ nhau nhất là giữa các nước phát triển và đang phát triển trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Duarte Pacheco cho rằng các nghị sĩ cần nỗ lực hơn nữa để phát huy vị trí dẫn dắt của mình để thực hiện được những cam kết mà mình đề ra. Theo đó, cần gắn kết thanh niên với xây dựng hoạch định chính sách và gắn kết với cộng đồng để đạt được tiến bộ xã hội, dành ngân sách để có thêm sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ, thúc đẩy khoa học, đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, nâng cao hiểu biết số cho thanh niên, có các hành động cụ thể, đồng thời cần phải coi chương trình nghị sự như một hướng dẫn để các nghị sĩ phải tham gia hiện thực hóa. Trong quá trình đó, IPU luôn sẵn sàng hỗ trợ các nghị sĩ và các nghị viện thành viên.